Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tranh thủ làm một cái khối pin cho xe điện cân bằng, thì tôi sẽ làm video hướng dẫn đến tất cả quý vị và các bạn nhé. Thứ nhất là cách kiểm tra và tháo nó ra xem như nào này. Đây, đây nguyên khối nó đây. Đây, cái khối pin này đã hỏng rồi nhá. Và chúng ta sẽ tiến hành xử lý và thay pin mới rồi. Đây. Đây là khối pin 10S2P các bạn nhé. Đấy, thì để tiến hành mà sửa được cái này thì chúng ta tốt nhất phải tách tất cả các khối pin hỏng ra. Đấy, và nhớ được các cái thứ tự của nó nhá. Đây, hàng trên này, âm này, âm này, dương dương này, tất cả nối liền mạch và đưa vào đây nhá. Đưa chân B này, đây một này, bên này là dương này, dương này, âm này, âm này. Đấy, thì chúng ta trước khi tháo ra chúng ta sẽ nhớ lại tất cả các cái đường đi nước bước của nó nhá. Thì đây là cực âm này, đây cực âm này, nối vào B trừ này. Đấy, đây là cực dương này, cực dương này, cực âm này. Hai cái này nối vào thằng B4 này. Còn đây B8 này, cực dương nối B8 này. Tôi đọc để các bạn nhớ luôn trong đầu nhá, hoặc là các bạn ghi ra nhá. Sau đó chúng ta tháo ra chúng ta lắp lại y chang như vậy. Tiếp này, bên này này, âm này, âm này, dương này, dương này, chỗ này nối vào B6 này, chỗ này là âm này, âm này, dương này, dương này, tất cả chỗ này nối vào B2 nhá. Đấy, như vậy thì chúng ta là xong cái phần giới thiệu qua cái phần đấu nối ở bên ngoài rồi. Giờ chúng ta tiến hành tháo nó ra nhá. Các bạn lưu ý là khi tháo ra các bạn lưu ý một số, như xe này của tôi là chết hẳn rồi. Nếu trường hợp mà xe các bạn còn sống ấy thì các bạn lưu ý khi tháo cẩn thận nhá, có thể nó sẽ gây ra những hiện tượng chạm trập. Đấy. Đây. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo con này ra như sau. Các bạn có thể tháo bằng cách là sử dụng máy cắt, các bạn cắt nhá cho nó an toàn nhá. Đây cắt ở đây này. Cắt đây. Đấy, hoặc lấy kìm cắt nhá. Tôi lấy kìm cắt vì con này pin của tôi chết rồi. Đấy, bạn cắt ngang này là xong rồi. Rồi. Trường hợp mà pin của các bạn mà nó đang còn điện áp rất khỏe thì các bạn tốt nhất dùng máy cắt và cắt nhá. Còn cái kìm cắt thì các bạn phải cẩn thận đấy, vì có thể chạm ra cực âm nhá. Đấy, như vậy chúng ta đã tháo xong cái phần đáy ra rồi đây, hai phần cực đáy. Đây, cực đáy khi mà các bạn mở ra nó sẽ như thế này. Đấy, tách ra này. Đây, các bạn nhìn nhá, tôi làm lại này. Đấy, khi các bạn tháo được cái phần B2 này, B6 này, B trừ, B4 và B8 thì các bạn sẽ nhìn này. Đây. Tháo ra nhá. Đấy. Ta tách đôi ra thì ở đây nó sẽ là nối tầng với nhau này. Đấy, đây chính là cái điểm mà các bạn lưu ý, các bạn cần phải hàn trước này. Đây, đấy, đây là một cái đường thẳng để đưa thẳng lên cái mạch bên trên này. Đây, âm này, dương này, dương này, âm này, âm này, nối lên trên này, âm âm, dương dương, nối lên trên này, dương dương, âm âm, nối lên trên này, âm âm, dương dương, nối lên trên này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo cái thằng ở tầng trên này ra, thì chúng ta sẽ tháo được thằng tầng dưới này ra nhé. Các bạn lưu ý cẩn thận nha, làm cực kỳ cẩn thận. Nếu trường hợp pin các bạn còn sống là phải chắc chắn, có thể nếu mà làm không cẩn thận có thể gây ra chạm chập cho các bạn nhé. Rồi. Đấy. Như vậy tôi đã tháo được cái phần khối trên này ra rồi các bạn nhé. Đây. Đấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ cắt cái này phần, xong làm sạch cái mạch main này đi. Đây. Tôi sẽ cắt luôn ở dưới đáy này các bạn nhé.
Như vậy chúng ta đã tách xong cái phần cối pin này rồi các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ tí nữa tiến hành, chúng ta sẽ hàn lại một khối giống hệt như vậy luôn. Đây 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 cell các bạn nhé. Đấy rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm sạch cái mạch cân bằng này các bạn nhé. Các bạn đừng giật mạnh quá là nó bong mềm đấy nhá, các bạn hơi dây dây thôi đấy thì nó sẽ sạch. Đây, con này vẫn sẽ hơi dai dai này, hơi dai trong cộng với mạch khi mà xong xuôi rồi mình ta sẽ lấy máy trà trà một tí là nó sẽ sáng bóng này thôi. Đấy. Rồi đấy. Khi nào còn thiếc thì các bạn hàn đẩy thiếc gì nha các bạn nhé. Đấy, nó sạch ngay các bạn ạ. Đấy. Tương tự như vậy các cái mối khác nhé, hơi dai dai nha, các bạn hơi dai dai là nó sẽ ra, tuyệt đối không giật mạnh nhá. Tôi thấy rất nhiều trường hợp các bạn giật mạnh làm tung cả mên lên luôn đấy. Thank you.
Đấy, như vậy chúng ta đã tháo xong cái phần mạch rồi các bạn nhé. Giờ chúng ta sẽ dùng máy chà, chúng ta chà đi thì nó sẽ sáng bóng lại thôi. Đây là cái mạch cân bằng của xe cân bằng các bạn nhé. Đây là mạch BMS của xe cân bằng các bạn. Đây là cái mạch BMS của cái xe cân bằng các bạn nhé, 10S2P. Tôi đã mài và vệ sinh xong các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lấy pin và hàn vào đây thôi. Chúng ta sẽ hàn theo từng cụm khối như này. Chúng ta sẽ tách ra như này và hàn giống như này các bạn nhé. Đây, đây khối nằm trên đầu này. Đấy, chúng ta sẽ phân loại ra và hàn giống như thế này luôn. Chúng ta tháo ra như thế nào để chúng ta làm lại đúng như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành nhé. Đây cũng lót cẩn thận giống như nguyên bản chúng ta làm đây. Thì như vậy nó sẽ rất là an toàn. Đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành lấy pin và chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Đây là cái mạch BMS của xe cân bằng. Tôi đã vệ sinh sạch sẽ. Đây, đây là mặt sau này, mặt đáy này. Còn mặt trên này. Đấy. Thì chúng ta sau khi vệ sinh sạch sẽ rồi thì chúng ta sẽ kiếm các khối pin mà chúng ta hàn lại như nguyên bản của nó. Thì chúng ta cũng sẽ tách ra từng khối 4 viên một này. Chúng ta sẽ làm 4 viên một các bạn nhé. Đấy. Còn bên này cũng thế này. Bên này chúng ta sẽ hàn cái tầng này trước này. Chúng ta sẽ gấp cũng từng tầng một xong chúng ta hàn một phát như thế này luôn thì nó sẽ rất là nhanh. Đây. Các bạn nhớ đây chính là điểm cắt này, chính là điểm thừa nhá. Chúng ta sẽ nên thừa ra khoảng tầm phân rưỡi. Đấy. Còn bên này cũng thế này. Đây là những điểm thừa này. Đấy, 1 2 này, 3 4 5 này. Chúng ta sẽ thừa ra để tí nữa chúng ta hàn vào khối xèo của nó nhá. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lấy xèo pin ra chúng ta hàn nhé. Hàn giống như này luôn.